ba cái thất bại thảm hại trong hẹn hò. Thứ nhất, kiểu tư duy, chỉ cần tôi đẹp thì đàn ông tự khắc phải cung phụng tiền bạc, nhà cửa, xe cộ cho tôi. Chúng ta có một cái góc nhìn rất là hẹp một chiều, chúng ta chỉ nhìn thấy được là đẹp nghĩa là được chồng đại gia lo cho mình. Cái tư duy kiểu đó chỉ có hút được chồng có tiền mà ngu thôi, chồng giàu lên nhờ thừa kế của gia đình. Bởi vì đàn ông mà giàu thiệt á, tự tay kiếm được tiền á, thì họ không ngu gì cưới một cái cô gái chỉ vì nhan sắc. Họ sẽ chơi qua đường, giải trí, ăn bánh trả tiền, ok. Nhưng chốt đơn, đầu tư dài hạn thì đừng hòng. Bởi vì đó là một thương vụ tồi. Đơn giản là vì gia tài và bản lĩnh của người đàn ông giỏi nó sẽ tăng đều trong năm tháng, còn giá trị của nhan sắc thì cô gái kia thì sẽ tụt không phanh trên thị trường sau 30 tuổi. Cho nên mấy em gái mà cua trai bằng nhan sắc á, sẽ thấy rất rõ cái mô thức của mấy anh chàng có điều kiện. Đó là tắt quà vô liên tục, nặng nhanh nhanh đẩy các em lên giường. Cái chín mọng mà phải ăn liền cho nó ngọt, cho nó giòn, để vài hôm nó bụng beo, ăn không có sướng nữa. Nếu các bạn chỉ tính đi tàu nhanh, thuận mua vừa bán thôi, thì có thể dùng nhan sắc của mình mà thẳng tay chốt đơn.